Thì hôm nay là cái dịp mà đầu năm, cũng là cái thời giảng đầu tiên mà ở tại học viện chúng ta. Thì nhân đây á, thầy muốn gợi một số mấy cái ý để cho tăng ni và Phật tử chúng ta có thể suy nghĩ áp dụng vào trong cái đời sống của mình, để nhằm phát huy cái đạo đức của con người. Trước nhất á, chúng ta biết như thế này: Đức Phật Ngài ra đời rồi, trong loài người chúng ta đó, thì cái khi mà tu hành thành Phật á, thì theo Kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói tất cả những cái gì mà Đức Phật đã ngộ được, đã chứng được á, thì cái này nó chỉ có chư Phật mới biết được. Còn từ hàng Bồ Tát trở xuống thì không thể biết được. Thì đương nhiên loài người chúng ta cũng như chư thiên thì cũng không thể nào hiểu Đức Phật được. Cho nên trên thực tế chúng ta thấy Đức Phật Ngài xuất hiện trên cuộc đời này, Ngài làm được những cái việc mà người khác không làm được. Đó là cái điểm mà chúng ta nhận được. Tại sao vậy? Vì Phật á, là Ngài ngộ được, Ngài chứng được, Ngài biết được hết tất cả. Mà biết cái chỗ này nữa là biết được á, cái người nào đáng độ, Ngài tới Ngài độ. Cái việc nào đáng làm thì làm, cái gì nên nói thì nói. Do đó mà Đức Phật nói người ta nghe mà người ta chấp nhận được, đều có lợi ích. Còn các tôn giáo khác hay là các vị giáo chủ khác á, thì quý ta vị thấy á, nó có một cái khác hơn Đức Phật chúng ta. Thì Đức Phật chúng ta đó là cái người đó mà sanh ra ở trong cái giai cấp mà cao sang nhất, gọi là dòng sắc đế lợi. Mà ở trong dòng sắc đế lợi đó thì Ngài là con người mà phải nói là hoàn thiện nhất. Ngài có một cái cơ thể rất đặc biệt, phải nói là khỏe mạnh. Có một cái đầu rất là thông minh, mà tiên A Tư Đà tiên đoán ấy, nếu mà Ngài không đi tu ấy, thì Ngài sẽ là chuyển luân thánh vương ấy. Chuyển luân thánh vương tức là dùng cái đức mà cảm hóa được hết tất cả mọi người, được thái bình. Cho nên cái chỗ này quan trọng nhất chúng ta biết là cái vấn đề đức hạnh. Cái người mà có đức hạnh ấy, thì dùng cái đức hạnh này mà cảm hóa, thì cái điều này chúng ta dễ hiểu rồi. Ở trong xã hội chúng ta, loài người chúng ta đây, ta thấy những cái người mà có đức hạnh ấy, là họ dễ làm cho những người khác chấp nhận họ lắm, dễ cảm hóa người khác lắm. Cho nên ở đây là cái điểm quan trọng nhất mà Đức Phật chúng ta khi chưa đi tu Ngài đã có cái này. Thì cái trường hợp đó, nếu mà cái người mà không có đức hạnh ấy, thì lúc bây giờ để mình mới có một cái khác để sử dụng ấy, là cái gì? Tức là dùng cái trí tuệ của mình, hay nói cách khác thì cái trí khôn của mình. Tức là dùng cái trí khôn của mình ấy, để mà thu phục mọi người. Cái hạng thứ ba nữa đó là dùng cái quyền uy của mình ấy, mà áp đặt cho mọi người. Thành ra tất cả những người lãnh đạo này. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái trí khôn á, thì luôn luôn đụng với cái khôn. Cho nên trên cuộc đời này nó khôn dạy thì cũng chưa biết ai khôn hơn ai. Cho nên á, mình cứ nghĩ mình khôn hơn người ta, mình có thể lừa dối người ta được. Nhưng mà chính á, đôi khi chính cái đó nó làm hại lại bản thân mình. Cho nên một số các vị giáo chủ ra đời đó,
thì bằng cách này, bằng cách kia đi thuyết pháp và giáo hóa, khuyến hóa mọi người. Nhưng mà phần lớn thì không tồn tại được, tức là chết đi. Cho nên chết đi thì mới được gọi là thánh. Thì các vị thánh rồi này, tức là chết rồi mới được phong thánh. Ngay như Chúa Kitô là ra đời sau Đức Phật mình vào khoảng độ 600 năm nữa. Nhưng mà Ngài lên thánh giá đó, rồi đó mới được coi như là thánh, là Chúa. Chứ còn khi mà Ngài còn tại thế thì không được. Cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật có một cái khác biệt hơn những người khác. Mà cái của Đức Phật á, Đức Phật nó không ai biết được hết, không ai hiểu được hết, và cũng không thể bắt chước được. Cái điểm quan trọng nhất là cái chỗ đó chúng ta nhận ra được về Đức Phật. Thì bây giờ đến Đức Phật á, là cái bậc mà có trí tuệ. Thì bây giờ đến xuống một bậc á, là các hàng đệ tử của Đức Phật. Các hàng đệ tử Đức Phật đây đó, chúng ta chia ra đó, Đức Phật gọi là đệ tử lớn, tức là hàng Bồ Tát. Đệ tử nhỏ gọi là Duyên Giác và Thanh Văn. Đệ tử nhỏ của Đức Phật là hàng Duyên Giác và Thanh Văn. Đệ tử lớn là Bồ Tát. Thế nên hàng Bồ Tát là gì? Tức là những người họ sanh trên cuộc đời này đó, để họ cứu đời, giúp người. Giống như Bồ Tát Quan Âm hay là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là đệ tử lớn của Đức Phật, là cả hàng Bồ Tát. Họ sanh ra trên cuộc đời này để mà cứu đời. Cho nên các cái vị này khi mà họ xuất hiện trên cuộc đời này ở chỗ nào thì họ mang lại cái bình yên chỗ đó. Họ không bằng Phật, nhưng mà họ có một cái nhìn, cái hiểu biết nó gần như Đức Phật. Cái đức hạnh nó gần như Đức Phật. Đây hàng đệ tử lớn. Mà hàng đệ tử lớn này đó là xếp vô đó cái hàng mà gọi là thập địa Bồ Tát. Đăng địa Bồ Tát rồi nữa thì đây được xếp vô hàng đệ tử lớn của Đức Phật. Thế nên trong thập địa đó, cái hàng cái mà nhỏ nhất á, hàng nhỏ nhất ở trong cái hàng Bồ Tát á, thì cái trường hợp này ta gọi là sơ địa Bồ Tát. Thì cái hàng sơ địa Bồ Tát này đó, họ xuất hiện trên cuộc đời là họ chỉ nghĩ tới cái quyền lợi của người khác, vì người khác, chứ không bao giờ vì mình nữa. Không bao giờ nghĩ tới mình, mà chỉ nghĩ tới người khác thôi. Đây cái hàng sơ địa Bồ Tát. Cho nên vì người khác, vì cuộc đời mà không tiếc thân mạng của mình nữa, là đây là đệ tử lớn của Đức Phật. Đây là tất cả các hàng Bồ Tát. Thì những người này đó, thì phần nhiều là gì? Ở đây Đức Phật xếp vô có bốn cái hạng Bồ Tát đó, mà lớn ở đây nữa. Cái người mà đáng kính trọng nhất đó, đó là gì? Tức là người đã xuất hiện trên cuộc đời này đó, là họ luôn luôn tìm những chuyện khó làm mà làm. Những cái chuyện mà không ai làm được, họ làm được. Cho nên ta nhìn đời, ta nhìn để ta thấy tất cả các vị Bồ Tát, đệ tử lớn của Đức Phật xuất hiện. Khi họ xuất hiện trên cuộc đời này đó, họ cũng làm thân như con người chúng ta thôi. Nhưng mà ta nhìn kỹ là ta thấy họ làm những cái chuyện khó làm và làm được những cái chuyện khó làm. Vì vậy cho nên loài người chúng ta mới tôn kính họ. Cho nên hạng này đến Đức Phật là thường là họ sanh ra đó, họ thường họ làm vua, nhưng mà vua có đức hạnh. Đây là cái việc quan trọng nhất ta nhìn. Thì như ở Việt Nam mình, Thầy nói là trường hợp giống như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông mình ấy. Thế nên Phật Hoàng Trần Nhân Tông phải nói là làm những cái việc mà khó làm, mà làm được những chuyện khó làm này. Không ai nghĩ là làm được hết, nhưng mà làm được.
Cho nên cái việc thứ nhất á, mà Ngài đánh đuổi được quân Nguyên Mông, một cái đạo quân mà nổi tiếng là hung ác, hùng mạnh. Nhưng mà trong lúc đó, Ngài là lãnh đạo cái nước mình là nước nhỏ. Thì trong lúc đó một số những người đó mà tướng lãnh các hàng quan chức thì nghe nói là quân Nguyên sang đánh sợ lắm. Thế nên nghĩ là không thể đánh được mà có thể thua cái chết. Nhưng mà Ngài là cái người lãnh đạo rất sáng suốt và quyết tâm làm cái chuyện này. Thế tới cuối cùng Ngài thành công. Cho nên ta bảo là làm những chuyện khó làm, hàng Bồ Tát là làm. Nhưng mà khi mà thành công xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó bảo là người ta mới phát hiện ra được một cái trắp mà đựng tất cả các cái hàng biểu của các ông quan ông tướng của mình ấy, mà sợ giặc quá là đầu hàng. Người ta đem người ta giao cho Ngài. Ngài nói thôi đốt đi, không cần coi mấy cái này nữa. Cho nên những cái người này đó, thì thiệt ra họ không làm được cái gì đâu, cho nên không đáng sợ. Đây những người mà hèn nhát, những người này không quan tâm. Tại vì khi mà ta coi cái này, ta đọc cái này đó, thì ta mất công bận lòng, ta có một cái ý nghĩ ác về họ. Nếu ta xử họ thì cái này cũng là ác, nhưng mà không xử họ, có tha họ đi nữa đó, thì cái trường hợp này cũng là có một cái ý niệm ác. Cho nên thôi, ta là Phật tử thì ta không cần quan tâm này. Tức là nghĩ tới cái việc tốt chứ không nghĩ việc xấu. Thành ra từ một cái ý niệm đó mà của vua Trần Nhân Tông mà thầy nghĩ đó. Thành ra kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy, khi mà Địa Tạng Bồ Tát đi vào ở trong địa ngục thì dầu chúng sanh nó có một cái tội ngập đầu đi nữa đó, thì Bồ Tát không nên thấy cái đó, mà nó có một cái tốt chừng bằng cái kim thôi đó, cũng nên nhìn thấy cái đó mà cứu nó, phải không? Đây là tinh thần của kinh Địa Tạng mà thầy nói là Phật Hoàng Trần Nhân Tông ta làm được. Đây là cái việc khó làm mà Ngài làm và làm được. Khi mà được hết xong cái này rồi nữa, thì quý vị thấy ở cái tuổi 40, ta phải nói là tuổi này còn trẻ chứ, nhưng mà ở tuổi 40 nữa, Ngài sẵn sàng từ bỏ cuộc đời này để đi tu, làm thầy tu. Mà nói một câu rất đơn giản mà rất hay: trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách, không quan trọng. Tại ta hiện trên cuộc đời này để cứu đời giúp người là chính, mà cái chuyện này ta đã làm xong rồi, bây giờ đất nước bình yên rồi. Cho nên lúc bây giờ đó là Ngài cần đi tu hơn, để thể hiện một cái con người xuất hiện trên cuộc đời này đó, là chỉ vì người khác chứ không nghĩ tới mình đâu. Đây là cái hàng đệ tử lớn của Đức Phật này. Cho nên chỗ này ta gọi là thượng hạnh, đây là cái hạnh cao quý nhất, hạnh cao quý nhất. Thành ra đệ tử của Đức Phật á, đệ tử lớn á, mà xuất hiện trên cuộc đời này. Cho nên sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi á, thì tất cả mà những người đệ tử lớn của Đức Phật á, xuất hiện trên cuộc đời đi theo Ngài đó, thì đều có cái nguyện này hết. Thành ra ta đọc trong Kinh Pháp Hoa, ta thấy cái chỗ này đó. Các vị thinh văn mà mới vừa thọ ký thì cũng phát nguyện hoằng truyền Kinh Pháp Hoa, nhưng mà hoằng truyền ở các nước khác, ở cái chỗ nào mà có Phật ra đời thì các ngài tới đó hoằng truyền, còn cái chỗ nào mà không có Phật thì không dám làm, không dám tới. Cái này đó ta gọi đệ tử nhỏ, cho nên chỗ này các Phật tử mình cũng nên quan tâm. Thành ra mình
thấy là mình là đệ tử lớn của Đức Phật hay đệ tử nhỏ của Đức Phật nên thành ra đệ tử nhỏ thì làm theo cái việc đệ tử nhỏ, mà đệ tử lớn thì làm theo chuyện lớn. Làm chuyện khó làm, đó là cái ý tưởng tốt, nhưng mà có làm được chuyện khó làm không? Đệ tử lớn mới làm được chuyện khó làm. Tại nên người mà làm được cái chuyện mà khó làm này đó, làm được đó, là thứ nhất là gì? Trí tuệ hơn người. Thứ hai là phước đức hơn người. Tại nên phước đức hơn người, trí tuệ hơn người thì mới có thể làm những chuyện lớn này được. Tại nên tự xét lại mình đó, chưa có thể làm được chuyện này, cho nên mình cũng làm chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện nhỏ đó là các vị mà mới phát tâm, Bồ Tát mới phát tâm ấy, thì mới nói là chỗ nào có Phật á, Phật làm thì con làm, Bồ Tát lớn làm thì con làm, chứ còn tự con thì không dám làm. Cho nên chúng ta phải biết chỗ đó. Tại vì mình không phải là Bồ Tát lớn, không có khả năng làm chuyện lớn, mà ra làm chuyện lớn làm sao làm được? Tự chuốc quả vào thân thôi, tự chết thôi, tự hại mình, đôi khi lại hại người nữa. Có ý định cứu người mà có chừng hại người. Cho nên như chỗ này nữa, ta nhớ, ta làm không được thì ta phải tìm những cái người mà làm được, ta hợp tác để làm. Người làm được ta mới hợp tác, phải thấy chỗ đó đó. Cho nên ở chỗ này ta gọi là ta chỉ làm Bồ Đề quyến thuộc thôi. Làm Bồ Đề quyến thuộc tức làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát lớn. Cho nên ta cần có người lãnh đạo rất sáng suốt thì ta sẵn lòng hợp tác. Ta sẵn lòng hợp tác để làm nên cái Phật sự. Cho nên cái điểm quan trọng nhất các vị thấy, thì một người làm được nó đòi hỏi nhiều người hợp tác thì mới làm được. Cho nên các Đức Phật, các vị Bồ Tát lớn xuất hiện trên cuộc đời này thì lại có vô số các vị Bồ Tát, các vị Bích Chi Phật, các vị A-la-hán mà hỗ trợ, cho nên các cái Phật sự đã mới thành. Vì vậy đó mà cái khi Phật giáo truyền vào đất nước Việt Nam chúng ta này, cho nên chỗ này đâu có nhiều người tranh cãi bảo là cái này của Phật giáo, cái này không phải của Phật giáo. Rồi từ cái chỗ đó nữa mà tranh cãi nhau, đây là điều sai lầm. Tại vì chúng ta biết rõ đó là Đức Phật nó thiệt ra đó, cái chỗ mà Đức Phật ngộ, Đức Phật chứng thì cái này không ai biết được hết. Mà ta biết Đức Phật là biết theo cái trình độ của ta thôi, biết theo cái hoàn cảnh của ta thôi. Trình độ ta, hoàn cảnh ta mà ta hiểu về Đức Phật. Cho nên con người hiểu Đức Phật khác, mà chư thiên hiểu Đức Phật khác, mà các vị thánh A-la-hán hiểu Đức Phật khác, đâu ai hiểu giống nhau đâu. Do đó mà làm cũng không giống nhau được. Cho nên lúc bây giờ đó, các vị mà A-la-hán gọi đệ tử nhỏ của Đức Phật, tức là lấy cái phần đề tu tự độ làm chính. Vì vậy đó mà người ta chỉ nương theo những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh mà người ta áp dụng trong đời sống tu của mình. Cho nên ở đây người ta căn cứ trên giáo lý Tam Tạng làm chính, kinh, luật và luận đây. Đây cái này làm nền tảng tu hành, làm cái khuôn để chúng ta tu, để chúng ta đắc đạo, chúng ta ra khỏi sinh tử. Tại đứa nhỏ thì phải vậy thôi. Nếu vượt cái hàng rào này thì rất nguy hiểm. Cho nên cái này là phải sống ở trong cái khuôn để nó an toàn. Cho nên người mà tu phải thấy cho này. Cho nên mình là đứa nhỏ thì phải làm thế này thôi. Cho nên
các cái hàng thượng căn thượng trí thì mới làm được chuyện lớn. Còn mình là cái hàng nhỏ, hàng trung, hàng hạ đó, là phải sống theo kinh luật thôi. Cho nên cứ dở kinh ra, dở luật ra, thấy trong này Đức Phật dạy cái gì, dạy cái gì, thì bây giờ cái nào áp dụng được, từng cái ta áp dụng, ta tu hành. Nhưng mà các hạng vị Bồ Tát lớn đó, tức là có trí tuệ đó, thì họ khác. Cho nên lúc bây giờ Bồ Tát Long Thọ mới nói đó, chỉ có các hàng Bồ Tát lớn này nữa, hai hàng Đại Lương Y nữa, thì cái trường hợp này mới dám dùng cái chất độc mà làm thuốc cứu người đấy. Tức là chất độc làm thuốc cứu người, tại đây là chất độc. Nếu mà người này dùng là độc, nhưng mà người này dùng là thuốc chứ. Cho nên ngày nay chúng ta nói, nếu mà tất cả các cái thuốc mà trụ sinh, phải không, cái này có phải chất độc không? Nhưng mà chính nhờ cái thuốc trụ sinh này mà cứu được bao nhiêu người khác. Cho nên biến chất độc thành thuốc. Nên Đức Phật nói là biết thì độc thành thuốc, nhưng mà không biết thì thuốc cũng thành độc. Thuốc thành độc tức là chấp pháp nên mình không biết là thuốc thành độc. Cho nên tất cả các hàng Bồ Tát mà khi họ xuất hiện trên cuộc đời, họ biên soạn kinh sách nó khác hơn các hàng thinh văn, hàng nhị thừa. Tại vì tùy theo cái hiểu biết của mình, nhưng mà kết tập khác nhau, giải thích khác nhau, và áp dụng khác nhau, và kết quả cũng khác nhau nữa. Cùng một việc, nhưng mà cái nhìn của hai người khác nhau thì thấy khác. Tại nên người có trí thì cái này là thuốc, mà cái người mà không có trí cái này độc. Lúc bây giờ đó, đệ tử lớn của Đức Phật á, thì đi tới đâu an ổn tới đó, tức là làm an ổn cho chư thiên và loài người được. Còn đệ tử nhỏ Đức Phật á, mà nếu ẩn tu thì sống, mà bứt phá ra đó thì chết, phải không? Tại nên chết chỗ này đã trở thành thánh tử đạo đi, cũng giống như các tôn giáo khác. Nhưng mà có thành thánh thiệt không? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên hàng đệ tử nhỏ là ta ẩn tu. Tại nên hồi trước á, Ngài Giác Chánh Minh Khất Sĩ còn sống ấy, có một lần thầy gặp Ngài đó. Ngài nói với thầy thế này. Ngài nói bây giờ nữa là chúng ta sanh ra trong cái thời kỳ này không gặp Phật, phải không? Thế nên không được gặp Phật. Rồi chúng ta cũng không được gặp các vị Bồ Tát, không được gặp các vị quốc vương mà hộ đạo. Cho nên ẩn tu là chính. Thành cái vị này đó, thầy rất là kính nể đó. Tức là cả một đời tu hành. Cho nên cả một đời tu hành của Ngài đó, là Ngài lập hạnh là ngồi thiền nhiều hơn là nằm nghỉ giống như chúng ta. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên bắt chước Ngài Hiếp Tôn Giả. Tức là cả đời không nằm. Đấy. Tu, ẩn tu là chính. Cho nên tất cả các vị thánh, các vị A-la-hán phần nhiều đắc quả rồi, nhưng mà ẩn tu không dám ra. Tại vì không có Phật, không có Bồ Tát thì chúng ta không ra được, không làm được. Cho nên chúng ta thấy cái điều này quan trọng chứ. Cho nên cứ ép mình vào trong cái khuôn của giới luật, của kinh điển, không dám vượt ra ngoài hàng rào này. Nhưng mà các vị Bồ Tát xuất hiện thì chính họ có cái thay đổi đó. Tức là biến cái chất độc làm thuốc cứu người nè. Điểm này là quan trọng nhất. Ta theo Đại Thừa, ta theo Kinh Pháp Hoa là ta theo chỗ này. Theo Kinh Dược Sư là chỗ này. Tức là làm thuốc cứu người, biến độc thành thuốc. Đây là những người mà đã ngộ được chân lý rồi thì người ta xử sự khác. Cho nên các nhà truyền giáo khi mà tới Việt Nam mình thì sao? Phần lớn thì các ngài nhập thế.
Ta đã cứu người, nhưng mà muốn cứu người cứu đời thì phải đi vào cuộc đời thôi. Phải đi vào cuộc đời thôi. Cho nên á, đi vào trong cuộc đời này đó, rồi quan sát hết chúng sanh này theo tinh thần Đại Thừa đi. Nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể làm được cái gì, ta tùy theo cái chỗ này mà ta giúp đỡ nó. Đây các nhà truyền giáo Đại Thừa chúng ta là này. Các nhà truyền giáo Đại Thừa là đi vô xã hội này là chỗ này. Cho nên cái kia mà các ngài đi tới cái đất nước Việt Nam chúng ta đi thì sao? Tức là trong cái lúc đó là Việt Nam chúng ta đang bị lệ thuộc ở Trung Quốc. Đây là chúng ta là một châu của Trung Quốc, một quận của Trung Quốc. Mà hồi đó thì lúc bây giờ thì Việt Nam ta chỉ ở miền Bắc thôi. Cho nên chúng ta miền Bắc gọi đó là đất giao châu của nhà Hán. Rồi sau này tới nhà Đường thì đổi là An Nam Đô Hộ Phủ. Các vị truyền giáo Việt Nam, ta gọi đây là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, họ đi tới đất nước của mình. Mà khi đất nước của mình bị ngoại bang đô hộ thì bây giờ bao nhiêu những cái tệ nạn xã hội này nó xảy ra. Tệ nạn này là gì? Tức là cái thứ nhất là người mà tới đây cai trị dân tộc của mình, đất nước của mình thì họ bày ra những cái điều mà họ mê hoặc mình, phải không? Để mình nghe theo, mình làm theo họ. Tức là bày ra một số những cái mà ngày nay chúng ta thường hay gọi là mê tín dị đoan này có. Rồi đó, những cái người mà họ không đồng tình với cái thế lực mà cai trị này đó, thì họ lại đưa ra cái mê tín dị đoan khác nữa để tập hợp quần chúng. Cái này là gì? Tức là chất độc. Đấy, là chất độc. Tất cả những này là chất độc hết. Là ma đấy. Là thủ đoạn. Ta nói thủ đoạn chính trị là ma giáo, là tất cả những này. Để nhằm cái là lừa dối con người, làm cho con người hoang mang, con người không có thể làm được bất cứ gì hết. Ta nói các nhà truyền giáo này thì nó là các vị Bồ Tát. Cho nên họ mới xuất hiện ở trên cuộc đời này, họ mới tới cái đất nước này nữa, họ quan sát, họ thấy kỹ cái này rồi. Đây là cái xã hội đây, đây là địa ngục đây, đây là nhà lửa đây, phải không? Ta đã ở trong hoàn cảnh này, cho nên mọi người chao đảo như vậy đó, thì bây giờ cái việc quan trọng nhất đây đó mà của Đức Phật dạy á, làm an lạc cho chư thiên và loài người, phải làm sao cho được an lạc chứ. Cho nên từ cái chỗ mà làm cho an lạc đó, thì với cái trí tuệ của các ngài, cho nên bây giờ các ngài mới sử dụng cái Phật Pháp mà thông qua một cái phong tục tập quán của từng đất nước, từng dân tộc một. Đây là Đại Thừa. Tên là Đại Thừa có nghĩa là đại chúng. Cho nên cái khi mà Đại Thừa đó là quý vị thấy đó, ở Việt Nam chúng ta khác, mà Nhật Bản khác, mà Triều Tiên khác. Không có nước nào giống nước nào hết. Là tại sao vậy? Là vì đem Phật Pháp cộng với cái phong tục tập quán của đất nước đó, của dân tộc đó, mà truyền bá, làm lợi ích cho họ. Cho nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy rõ cái chỗ này, gọi là lấy chất độc mà làm thuốc. Thì bây giờ tất cả những cái mà có sẵn đây á, là gì? Cái chất độc mà ngoại đạo tà giáo sử dụng đây đó, là mê tín dị đoan này. Nhưng mà họ mê tín rồi. Ta nói mê tín rồi đó. Mà nếu mà chúng ta nói khác hơn họ nghe không?
Cho nên chắc chắn họ không nghe đâu. Đức Phật chúng ta khi còn tại thế cũng vậy. Cho nên khi bây giờ đã gặp một cái anh Bà La Môn, cho nên cứ sáng ra nữa thì đứng lại đủ sáu phương, phải không? Tức là lại sáu phương hết. Mà ngày nào cũng làm như vậy, thành ra làm như vậy có phải mê tín không? Thành ra đây, từ cái chỗ mình lại mà mình tu đây nè, mà mê tín nè. Thành ra tu mà mê tín thì được cái gì? Đức Phật hỏi anh lại cái gì vậy? Thì anh Bà La Môn này mới trả lời đó, cái này là ông cha tiên tổ của tôi nó bày ra cái này này, cho nên bây giờ con cháu phải cứ theo cái này mà làm, không? Theo cái này mà làm chứ. Cho nên Đức Phật có bác bỏ cái này không? Đây là phong tục tập quán của Ấn Độ trong thời Đức Phật á. Đức Phật á, mới sử dụng ngay cái này này, chất độc này, cái mê tín này nữa, Đức Phật quán chuyển trở lại chứ. Khi mà anh lại phương Đông thì anh nghĩ cái gì anh lại? Anh lại phương Tây thì anh nghĩ cái gì anh lại? Anh lại phương Bắc anh nghĩ cái gì anh lại? Đây cộng cái trí tuệ vô, phải không? Cho nên cộng cái trí tuệ vô, hồi nãy mình lại là mình lại không thôi. Bây giờ nó cộng cái trí tuệ của Đức Phật vô đó, thì lúc bây giờ mình làm cái này trở thành có ý nghĩa. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta thấy cái đại thượng. Tức là chúng ta lại nhưng mà có ý nghĩa, chứ không phải là lại không giống như những người khác đâu. Này là Đức Phật chúng ta đã từng làm. Thì tất cả các vị Bồ Tát á, mà xuất hiện trên cuộc đời này đó, thì nương theo cái này của Đức Phật đó, mà họ triển khai rồi họ làm. Tại vì Đức Phật đã từng nói tất cả những cái gì mà ta đã nói ra rồi đó, thì cái này là phương tiện thôi. Cái này giống như cái năm lá trong tay chúng ta, nó đã chết rồi. Cho nên các ông nên chấp cái này, không nên chấp cái này. Nhưng mà phải phát sanh cái trí tuệ của mình, rồi mình nhìn mình thấy cái sự thật của cuộc sống đó, mà mình theo đó mình giúp đỡ người ta. Trí tuệ Đức Phật là như lá trong rừng, có nghĩa là sự sống. Lá trong rừng chưa hái xuống thì còn sống chứ, nó là sự sống. Cho nên cái người tu hành này đó, là phải thấy cái sự sống và phải vun bồi cho cái sự sống đó, làm cho sự sống nó mỗi ngày nó thăng hoa thêm. Cái này Đức Phật, chứ không nên cố chấp cái nắm lá trong tay Đức Phật đâu. Cho nên nó từ cái chỗ đó đó mà tất cả những cái tập tục của Việt Nam chúng ta ngày xưa được các vị tổ thay đổi hết. Cho nên chúng ta thay đổi hết. Cho nên chúng ta có tin thần linh, thì lúc bây giờ đó Phật giáo cũng tin thần linh này. Ban đầu thì phải tin cái này chứ, nhưng mà bây giờ tin thần linh này đó, ta chỉ tin là ta tới đó gốc cây đó ta lại, phải không? Ta tới cái miếu đó ta thờ, ta cúng như vậy đó. Nhưng mà ta lại, ta cúng, ta thờ cũng giống như cái anh Bà La Môn theo ngoại đạo kia không biết gì hết. Nhưng mà bây giờ đó, cái trường hợp này đó, cộng cái trí tuệ của Phật giáo vô đó, thì tất cả những cái này đó, nó được thay đổi đó. Ta đã được thay đổi. Cho nên nó từ cái chỗ thay đổi những cái tập tục đó, tập quán đó, nó được cộng với cái trí tuệ của Phật giáo vô đó, lúc bây giờ nó biến đổi, nó trở thành ra những cái pháp hành, tức là tu. Đem cái này để trở thành cái pháp hành chúng ta tu. Cho nên cái tháng giêng này đó, thường ở đây ta là cái tháng ta cầu an, phải không? Cho nên ta cầu an rồi ta cúng cái này cúng cái kia đủ thứ. Bây giờ cái tập tục này nữa, Phật giáo đó, gọi là trí tuệ hóa nó đi, thì những cái gì mà không thích hợp đó, có thể thay đổi, có thể bỏ đi, phải không? Thí dụ như mấy cái lễ hội mà đâm trâu chẳng hạn, phải không? Hay là chém lợn chẳng hạn, phải không? Này ác mà. Cái này giống y Bà La Môn ở bên Ấn Độ rồi. Tại nên bên Ấn Độ thì là giết bò, giết dê để tế. Đức Phật đã từng can ngăn cái chuyện này rồi. Cho nên chính làm những cái chuyện ác, cái chuyện xấu này nữa mà anh muốn được bình an, phải không? Nhưng cái này sai quá.
Cho nên bây giờ là tất cả các vị thần, các vị thánh thì cái trường hợp không thể làm cái chuyện này được và không thể chấp nhận cho ta việc này được. Đây là cái việc quan trọng nhất, tức là có cộng trí tuệ với một chút, không phải cố chấp. Nếu ta nói cái này không phải của Phật giáo thì người dân này chắc họ cũng không chịu. Nhưng mà ta nói cái này của Phật giáo thì cũng không được, phải không? Cho nên lúc bây giờ này cộng trí tuệ vô ta thấy. Ta nói cúng thì chúng ta cũng cúng, nhưng mà lần lần quý vị thấy trong chùa ta cúng gì? Ta đổi trở lại những cái lễ cúng chúng ta nó có văn hóa hơn, nó lương thiện hơn, nó tốt hơn, để làm cho chúng ta có cái cảm thông. Tất cả những cái lễ hội này đưa vào Phật giáo, Phật giáo biến nó trở thành ra một cái văn hóa, nó trở thành pháp tu. Cho nên mọi người thì thích tập hợp trở lại, thích vui chơi, thích làm những chuyện này kia, bày ra những cái trò ác để chơi. Thì bây giờ tất cả những cái này nó có sẵn, nhưng mà khi các nhà truyền giáo chúng ta đưa tới thì cái trường hợp này có thay đổi. Tức là thay đổi cũng cái cầu nguyện đó, nhưng mà cái này đưa vô thực tế một chút. Cho nên cái tháng giêng này là chúng ta đưa cái kinh Dược Sư vô, phải không? Tên là Phật giáo đưa cái kinh Dược Sư vô đây. Đây là những lời dạy của Đức Phật thực đấy, mà cho nó thích hợp với cái xã hội chúng ta đang sống. Ta nói trong cái kinh Dược Sư thì cái này nhằm gì? Nó trong cái xã hội khi mà Đức Phật Dược Sư còn hành Bồ Tát Đạo đó, nó cũng giống như xã hội chúng ta nè. Ta nói nó cũng giống như cái xã hội chúng ta, nó cũng làm tất cả những chuyện hội hè đình đám, những cái chuyện ác này mà mong cái chuyện lương thiện, cái chuyện lành, cái chuyện được phước thì này không có đâu. Cho nên Đức Phật mới lấy cái chuyện của Phật Dược Sư, nhưng mà ứng vào trong xã hội của mình, cái này quan trọng. Cái trí tuệ của Đạo Phật là chính, ứng vào trong xã hội chứ. Để ở trong xã hội này chúng ta có cái suy nghĩ, chúng ta thấy tất cả những cái này có được không. Cho nên đây là cái việc quan trọng nhất là chúng ta thấy. Cho nên trước nhất là chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu 10 cái hạnh của Phật Dược Sư, 12 cái điều nguyện của Đức Phật Dược Sư này quan trọng. Mà quan trọng nhất cái chỗ này quý vị thấy nhìn, tức là ba cái điều đầu tiên, ba nguyện đầu tiên này để chúng ta thấy thực ở trong cuộc sống chúng ta rất quan trọng. Cái nguyện thứ nhất là cái trường hợp này là trí tuệ, mà trong này không nói là trí tuệ mà nói là hào quang. Hào quang có nghĩa là trí tuệ đó. Tên cái hào quang chiếu khắp tất cả mọi nơi, phải không? Thành ra mọi người mà nhìn thấy cái hào quang của Đức Phật Dược Sư thì thân tâm chúng ta được thanh tịnh đó. Cho nên cái chỗ này gợi chúng ta cái ý để tu hành. Đây gợi cái ý để tu hành rất là quan trọng chứ. Thì lúc bây giờ ta nghĩ sao? Ta nhìn về Đức Phật, ta nghĩ về Đức Phật đó, có nghĩa là cái hào quang Đức Phật đã tới với lòng chúng ta, cho nên lòng chúng ta được an vui, lòng chúng ta được thanh tịnh. Ta nói cái thanh tịnh và an vui cái này trở thành chính này. Ta nói vui trong cái việc lành, ta nói vui trong cái chỗ nghĩ tới Phật. Cho nên từ chỗ này cái việc tu hành chúng ta là Đức Phật khuyên chúng ta nên nghĩ tới các Đức Phật hơn là nghĩ tới các chuyện ác kia. Ta nên nghĩ tới các cái Đức Phật á, ở đây ta gọi là niệm Phật nữa. Mà thầy thường hay nói là niệm Phật không phải là kêu tên Phật, biết không? Niệm Phật có nghĩa là nghĩ tới Đức Phật. Nghĩ tới Đức Phật á, thì cái ánh quang Đức Phật rọi vào trong lòng chúng ta, cho nên lòng chúng ta được an vui. Thầy trên bước đường tu thầy đã trải nghiệm cái này rồi. Mỗi khi gặp cái việc mà khó khăn nguy hiểm gì đó thì thầy thường hay nghĩ tới Đức Phật. Nghĩ tới Đức Phật thấy lòng của mình nó nhẹ đi, rồi từ cái chỗ đó trí nó sáng lên, rồi mình sẽ giải quyết được việc. Cái này thực tế Đức Phật dạy chúng ta cho nên. Chứ bây giờ chúng ta nhảy múa, chúng ta vui chơi, chúng ta chém lợn, chúng ta đâm trâu như vậy nữa mà muốn cho an lành là sao được? Ngồi yên trở lại, nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới điều thánh thiện, cái này đấy,
Cho nên cái thứ nhất là hào quang của Đức Phật chiếu tới lòng ta. Thứ hai là ta nghĩ tới Đức Phật, ta thấy được Đức Phật, thì cái trường hợp này ta được an lành. Cho nên lễ cầu nguyện chúng ta cái chính là chỗ đó. Cho nên khi mà ta nghĩ tới Đức Phật hay là Đức Phật chiếu tới ta, thì làm cho tâm chúng ta sáng lên, làm cho tâm chúng ta an lành. Cái này là cái pháp tu mà Thầy đã từng trải nghiệm. Nghĩ tới Đức Phật mình được an lành, mà Đức Phật hộ niệm tới cho ta nữa, thì tự nhiên ta sáng lên, ta giải quyết được. Cho nên mọi chuyện khó khăn, mọi chuyện nguy hiểm gì đó, ta cũng có cái cách để mà ta thoát ra. Đây các Phật tử nghiệm xem, cái cầu nguyện chúng ta, cái đàn tràng chúng ta, cái lễ của chúng ta này là nó mang ý nghĩa. Cho nên mở đàn dược sư là chỗ này chính. Đầu tiên là để chúng ta nghĩ tới Đức Phật. Cái thứ ba nữa là gì? Tức là dùng cái trí phương tiện, dùng cái trí phương tiện Đức Phật. Trí phương tiện chúng ta nó có nghĩa là biết nó nghĩ cái gì, mà theo cái nghĩ của nó mà dạy, mà nói, mà chỉ, chứ không có bắt nó làm theo mình được. Cái chỗ này là Đức Phật dạy chúng ta. Cái trí phương tiện ở chỗ đó. Nên cái người này thì phải sống kiểu này, người kia thì phải làm theo kiểu kia. Chứ hai người này không thể làm giống nhau được. Mỗi người có hoàn cảnh riêng, thì tu hành cũng riêng, và phát huy trí tuệ của mình cũng riêng, việc làm cũng riêng. Mà thường Thầy nói là một người một việc, tức là mỗi người một việc. Trong xã hội không ai giống ai chỗ này đâu. Cho nên dùng cái phương tiện là như thế. Rồi tới cái thứ tư của Đức Phật là gì? Tức là những người theo tà đạo đó, thì làm sao khuyến hóa họ, cải tạo họ, để họ trở về với chánh đạo. Tại họ làm những chuyện bậy kia để họ vui, thì bây giờ tìm cho họ có cái vui khác, tìm cho họ có cái vui khác mà nó lương thiện hơn, nó gần với thánh, nó gần với Phật hơn. Đây là cái lễ hội mà chúng ta thấy vậy. Ta đã giới thiệu Đức Phật Dược Sư, nhưng mà làm cho chúng ta nghĩ tới cái cuộc sống hiện tại chúng ta. Rồi từ cái chỗ này đó, Đức Phật dạy thêm chúng ta cái gì nữa? Ta nói cái điều quan trọng nhất này đó, là Đức Phật dạy chúng ta là nên đọc tụng suy tư và dạy người làm phước. Ta nên mình đọc suông không được, mình lại không được, nhưng mà phải suy nghĩ. Lại Phật Dược Sư thì phải nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật Dược Sư. Rồi trong lúc đó đó, mình suy nghĩ về cái này là quan trọng. Nên các vị tụng kinh Dược Sư nhưng mà không nghĩ tới Phật Dược Sư thì cái này phước không có nữa. Phải đọc tụng, rồi phải suy tư. Rồi mình suy tư, rồi mình áp dụng vào trong cuộc sống mình, rồi đó mình mới dạy cho bạn bè mình cùng làm phước giống như mình hết. Đây là cách tu. Cách tu này để làm gì? Để làm quyến thuộc Bồ Đề. Tại ta tu Đại Thừa nữa, một mình ta không làm được gì đâu. Muốn làm được việc thì chúng ta phải có cái quyến thuộc Bồ Đề, phải không? Quyến thuộc Bồ Đề đông nhưng mà tốt. Đấy, cho nên ta làm được các cái Phật sự, như là ta xây dựng được cái trường này chẳng hạn. Thì cái này ta nhờ cái gì? Tức là nhờ cái quyến thuộc Bồ Đề. Tức là những người Phật tử mà đồng một chí nguyện với ta là muốn làm trường, phải không? Mà những người này là những người tốt, những người mà làm được của cải, cho nên họ đem vào đầu tư vào chỗ này, họ thấy đúng này là. Cho nên từ cái chỗ đó mà mở rộng cái này ra, dạy người làm phước. Thì tất cả những người này cùng chung với nhau, ta gọi là hùng phước, cùng chung với nhau làm á, thì cái việc này được chứ. Mà làm được cái này đó, thì Thầy nói là, gọi là Đức Phật nói là công đức bất khả tư nghị. Cho nên Thầy nói bây giờ mình xây dựng được một cái trường như thế này đó, là Đức Phật tán thán mình đó, nó là cái phước không thể nghĩ bàn. Mà tại sao không thể nghĩ bàn? Ta nói trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói mình nuôi một người mà mình cho họ ăn suốt đời đi, phải không? Rồi họ cũng chết thôi, không được gì hết. Nhưng mà phải dạy họ làm phước đó,
thì cái này nó mới sanh ra phước được. Thế chúng ta chắc chắn là bây giờ chúng ta làm cái trường này xong rồi đó, thì thầy trò chúng ta nó cũng từ từ đi theo Phật hết, phải không? Tức là cũng già rồi, cũng chết đi chứ. Thì người trước chết thì mình biết mình chết đi. Nhưng mà khi mình chết rồi thì cái thế hệ sau nó tiếp tục nó làm chuyện này nữa. Cho nên từng lớp người nữa mà tu học ở tại ngôi trường này đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là cái việc này là chuyện mà phước nên làm. Thì trước thầy đã có Hòa Thượng Minh Châu, phải không? Ta nói Hòa Thượng Minh Châu tịch đi rồi đó, thì bây giờ thầy thay thầy làm như thế này. Mai mốt thầy tịch đi thì có thầy khác thay, cứ tiếp tục cái trường này mà lớn lên. Cho nên thầy nhìn thầy thấy các cái trường đại học của Nhật Bản, của Phật giáo ấy. Cho nên cái trường đại học mà thầy học ở bên đó, đó thì nó cũng đã trên 400 năm. Cho nên 400 năm mà nó nối tiếp nhau cho tới ngày nay, nó vẫn tiếp tục. Thì như vậy nó đào tạo ra bao nhiêu lớp người mà hiểu đạo và tiếp tục dạy người làm phước nữa. Cho nên tự nhiên nó xây dựng cái xã hội nó tốt, nó phá trừ đi tất cả những cái mê tín dị đoan không ích lợi, nhưng mà nó chuyển hóa, nó trở thành ra chuyện tốt này. Cho nên dạy người làm phước mà làm đúng thì cái này công đức không thể nghĩ bàn. Đây là cái điều quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta nên. Chứ còn không đọc tụng, không suy tư và cũng không làm được cái chuyện gì mà sanh phước hết. Cái chuyện đáng làm ta không làm hết. Còn cái chuyện không đáng làm nữa thì chúng ta lại làm, cho nên phước không sanh mà tội sanh. Thế nên có nhiều người đó nói sao tôi làm phước cả đời mà tôi không được phước gì hết. Thì thầy hỏi bà làm cái gì? Hỏi ông bà làm cái gì? Thành ra cái mình làm đó mà mình thấy nó có cái kết quả như thế nào đó thì mình biết phước không? Thành ra Đức Phật nói là cái cô gái chăn bò mà chỉ cúng cho Đức Phật có một bát sữa thôi, mà cái bà này nó sanh lên trên trời đó, sẽ đời đời hưởng phước trên đó nữa. Cái cậu chăn bò này nó chỉ cho Đức Phật có một bó cỏ thôi, nhưng mà cũng sanh lên trên trời đau lợi, không bao giờ bị đọa xuống nữa. Hỏi tại sao vậy? Thế nên Đức Phật trả lời, nhưng mà ngày nay chúng ta thấy rõ này. Ta thấy này rất rõ. Cái cậu chăn bò này chỉ cho Đức Phật có bó cỏ thôi, mà Đức Phật ngồi trên bó cỏ của ông ta mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi thuyết pháp giáo hóa, mà bây giờ nó là mấy ngàn năm rồi mà bây giờ nó giáo pháp Đức Phật còn đây, ta còn tuyên dương đây, ta còn làm lợi ích đây, thì cái công đức này sẽ chia cho ông ta nữa. Chia như vậy làm sao ông hết được? Cho nên chắc chắn là ông ta không hết được. Đây là ở trên cái bước đường tu. Rồi đã suy tư ở trong cái kinh Dược Sư này, quý vị thấy gì nữa? Cho nên thầy thấy một cái việc mà quan trọng mà tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Ở chỗ này đó, Đức Phật gợi chúng ta cái ý. Cái người tu tịnh độ mà chưa quyết tâm, phải không? Ta nói người tu tịnh độ tức là pháp môn niệm Phật mà nói rõ ra người ta hay niệm Phật Di Đà để người ta cầu sanh về cực lạc. Nhưng mà họ chưa quyết tâm. Tức là không nhất thiết là đi theo Phật Di Đà. Mà đa số Phật tử Việt Nam ta hay rơi vào tình trạng này. Ta nói khi mà gặp người khác dạy trì chú thì ta cũng trì chú, mà dạy thâm thiền thì ta cũng tham thiền, dạy niệm Phật, tam niệm Phật. Phật tử Việt Nam mình thì hay đi đủ chỗ hết, chùa nào cũng đi hết, am cốc nào cũng tới hết. Thành ra chúng ta thiếu chuyên chỗ này này, kinh Dược Sư nói này. Đây là những người này, là những người không chuyên, tu mà không chuyên, không quyết tâm, phải không? Chứ mà hãy tu mà có cái quyết tâm là chắc chắn được. Đây là trên bước đường tu, cho nên phải quyết tâm. Nhưng mà bây giờ đó, những người tu này nó không quyết tâm, nhưng mà họ cũng trồng căn lành được ở trong lòng. Ta nói trong lòng của họ đó, họ đã có nghĩ tới Phật rồi. Họ nghĩ tới Phật tức là phải có căn lành. Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy phải có căn lành thì Phật mới cứu được. Ta nói khi mà có căn lành đó, thì sao? Mạng chung tức là trước khi mình chết, phải không?
Cho nên trước khi mình chết đó, mà mình nghe xưng Nam Mô Dược Sư Phật đó, mình nghe được cái danh hiệu Phật Dược Sư đó, cho nên chỗ này cũng rất là quan trọng, các Phật tử nên suy nghĩ. Cho nên khi mình, trước khi mình chết đó, mà tự nhiên trong lòng mình nghĩ tới Phật, hay là trước khi mình chết đó, mà mình được bạn bè tụng kinh niệm Phật, phải không? Cho nên mình nghe cái này chứ. Cho nên dục mình nghe tới Phật, ta gợi ý cho mình cái mình nhớ tới Phật đi. Mà cái khi mình nhớ tới Phật như vậy đó, thì nếu mình có duyên với các vị Bồ Tát lớn này, bảy vị Bồ Tát trong Kinh Dược Sư này đó, là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, được bảy vị Bồ Tát này hay là một trong bảy vị này đó xuất hiện. Tại bình thường đó, mà ta đi hết chùa này tới chùa kia, cho nên đó, ta tới cái chùa Quan Âm ta thấy có tượng Phật Quan Âm, phải không? Thành lúc đó ta nhớ tới Phật Quan Âm cái thì ta lại thấy Đức Phật Quan Âm. Hỏi thấy ở đâu? Tức là thấy ở trong thức của chúng ta, trong cái suy nghĩ của ta đó. Cho nên cái này thầy áp dụng, thầy thấy này rồi. Tức là mỗi lần thầy tới cái chùa nào đó, thí dụ như bây giờ đó, thầy tới cái Phổ Đà ở bên Trung Quốc đó, thầy nhìn thầy thấy cái tượng Quan Âm đó, phải không? Mà bây giờ nó thường thầy nhắm mắt trở lại đó, thì thầy lại thấy tượng nó hiện ra. Cho nên thấy tượng hiện ra, thấy Phật hiện ra đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta nương theo Đức Phật này mà chúng ta được được sanh về thế giới lành, sanh về cực lạc ở trong ao thất bảo của Đức Phật Di Đà cũng được, hoặc là sanh lên lên cõi trời cũng được. Tức là ta không sanh vào trong đường ác. Cho nên trong kinh dạy cái này rõ lắm. Cho nên đó, làm gì thì làm, nhưng mà trong lòng chúng ta cái chỗ cốt yếu này đó, là khuyên quý vị nên nên nghĩ tới Phật, nên nhớ tới Phật. Cho nên cái quan trọng nhất đó là người Phật tử chúng ta đó, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tức là lúc nào trong lòng chúng ta cũng nghĩ tới Phật. Cho nên nghĩ tới Phật, tại ta biết rồi đó, ai cũng chết, cho nên trước khi chết mà ta nghĩ tới Phật đó, thì ta sẽ được thấy các vị Bồ Tát này. Nghĩ tới các vị Bồ Tát này thì chúng ta được sanh về cái thế giới lành. Đó là cái điểm quan trọng nhất đó. Khi chúng ta tụng Dược Sư mà chúng ta có suy nghĩ đó, thì chúng ta phát hiện được như này đó. Ta đã phát hiện cái này đó, thì bây giờ ta không cần tụng Dược Sư nữa, nhưng mà trong lòng của chúng ta đó, cứ nghĩ tới Phật Dược Sư, nghĩ tới các vị Bồ Tát hay nghĩ tới các Đức Phật, phải không? Thì như vậy trong lòng chúng ta lúc nào cũng có Đức Phật. Cho nên trong lòng chúng ta có Đức Phật, cho đến khi ngủ chiêm bao chúng ta thấy Phật, thì cái này thầy nghĩ là bảo đảm, là chắc chắn khi mà chúng ta xả cái báo thân này, chúng ta được về Phật thôi. Thì ở trong cái dịp đầu năm này, ngay thành phố Hồ Chí Minh này, là thầy chỉ đạo cho tất cả các chùa đều mở hội Dược Sư hết. Mở hội Dược Sư để chúng ta tụng Kinh Dược Sư, ta giảng Kinh Dược Sư để ta tu theo Pháp của Đức Phật Dược Sư này. Làm như vậy đó, thì chắc chắn là chúng ta được an lành. Thay vì các lễ hội khác mà ta tham dự cái lễ hội nó mang cái tính cách văn hóa của Phật giáo, thì cái này đó mà làm cho chúng ta an lành. Cho nên cái bữa mùng 6 đầu năm đó, là thầy mở cái hội Dược Sư đó, ở ngay Diệt Đàng Quốc Tự. Thì mở hội Dược Sư này nó có thể nói là cái Dược Sư chung của thành hội. Do đó nữa, mà thầy thỉnh các hòa thượng lớn trong hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự về đây để khai hội hết. Tại sao mình đi thỉnh vậy? Là vì tất cả các bậc này đó, là các cái bậc cao đức, họ có uy tín lớn ở trong cái xã hội này, phải không? Họ có uy tín lớn, cho nên những người có uy tín lớn, tức là những người này có đức hạnh, có đức hạnh. Cho nên từ chỗ đó, một người này có thể tập hợp được bao nhiêu người khác nữa. Cho nên từ cái chỗ này nữa, mà
tất cả các chùa rồi tuần tự mở tiếp hội dược sư, để chỗ nào cũng có hội dược sư để người ta tới, người ta tụng kinh, người ta tu học. Thì tiếp theo đây nữa là có Thượng tọa Viên Trí là phó viện trưởng của học viện, thì nhường lại cho Thượng tọa cái thời giảng kế tiếp, rồi tất cả các Phật tử chúng ta nên tụng một thời kinh dược sư rồi đầu năm rồi hãy nghỉ. Xin mời Thượng tọa Viên Trí lên thay.